Cái câu mà niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật thì cái hào quang của Phật chữ vạn nó dạ ra có thể mấy cây số vuông đều được hưởng âm siêu dương thới, không? Mình tu chánh đẳng chánh giác thì những cái thành phần người ta phần còn phần âm đó người ta vẫn nương theo để yeah. người ta tu, cũng người ta tiến hóa lên. Em đi núi vậy kìa đó, em thấy giống như cái ông mà trưởng đoàn đó đó, ông dẫn đi thì thấy đoàn đấy thì phụ nữ rất là nhiều. Cái khi mà ổng vô cái phần căn giữa ổng đó chị, cái ổng nói ổng là giống như là ổng biết được cái kiếp trước ổng ổng là vua, thì những cái người phụ nữ ngồi xung quanh nè là ổng nói đây là các nàng là ngày xưa là cung tần mỹ nữ của ta, ha, cho nên là kiếp này là các nàng là gặp lại ta thì ta cho ta xin lỗi là tại vì ngày xưa là ta nhiều vợ quá, tại vì vua mà, thì ta không có chăm sóc được hết cho các nàng đầy đủ. Thôi thì bây giờ kiếp này ta đã gặp lại được các nàng, ta đã tìm ra được cái phần căn của các nàng rồi á, thì bây giờ là cho ta xin lỗi, rồi bây giờ là các nàng là cũng tha lỗi cho ta ha. Bắt đầu ông nghe ông nói vậy, bắt đầu mấy bà kia quá trời khóc đi, giống như là mấy bà kia trúng cái tâm lý nói như là gặp lại chồng cũ ngày xưa rồi ha. Bắt đầu mấy bà kia khóc ào ào lên. Bắt đầu ông vuốt ghe, rồi ông vuốt ghe, ông năn nỉ từng bà qua, ông năn nỉ từng bà nắm tay rồi ghe vuốt rồi nghe, thôi đừng có giận ta này nghe, bà kia ẩm mẹo rồi kia, thích giận chàng này nghe, ngày xưa chàng bỏ đi thích rồi nghe. Bắt đầu cái hết bà này cho ông qua vuốt bà kia, nắm tay đậm vuốt này kia, vỗ vỗ chán này kia, thôi đừng có giận ta nghe, ta ngày xưa ta không lo cho nàng được này kia. Thì theo như chị thì những cái phần như vậy đó thì chị có tin là ông này cũng biết được kiếp trước ông là vua mà mấy người kia là cung phi mỹ nữ vợ ông không chị? Cái này nó có hai cái thành phần em. Dạ. Yeah. Lời đầu tiên Tiến Dũng và chị Ngọc Quỳ Minh thằng ấy mến chào tất cả quý cô chú chị và các bạn thân mến. Hôm nay trở lại gia cư của chị Ngọc Quỳ Minh thì với những câu chuyện tâm linh Phật pháp. Tiến Dũng biết chị Ngọc Quỳ Minh cũng rất là thường xuyên đi núi, đi non, đi đòn và đi theo những nơi mà tâm linh, thì riêng Tiến Dũng cũng đã từng chứng kiến và cũng từng thấy rất là nhiều. Hiện bây giờ cái hiện trạng mà coi như là dẫn đoàn về để mà giải căn hay hoặc là xưng là ông này bà nọ để mà trục lợi, thì tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều cô chú anh chị là coi như là làm bằng cái tâm, không có là dùng tiền hay hoặc là muốn giúp đời, nhưng mà bên cạnh đó thì rất là nhiều cái phần mà coi như là ái dị, xưng Ngọc Hoàng hay hoặc là cha Ngọc Hoàng, mẹ địa mẫu hay hoặc là kia để mà trục lợi cá nhân. Thì hôm nay nhờ chị là chia sẻ cho bà con mình biết những cái phần mà như vậy đó thì theo như chị nghĩ như thế nào, là nó có thật hay không hay là chỉ là ái dị để mà lừa gạt tiền của bá gia bá tánh. Dạ, xin mời chị nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô quyền cung cao thượng đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Nam mô vô thượng hư không duy trì Phật mẫu, dưỡng sanh bảo mạng từ tôn đại từ tôn. Cảm ơn chứng minh. Nam mô đệ tử Đa Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô con cung kính Phật, con cung kính thầy. Lời nói đầu tiên, Ngọc Huệ Minh một ngày mới cũng lên cái clip của đệ Tấn Dũng, cũng được đủ duyên mà ngồi đây để chia sẻ về vấn đề tâm linh và câu chuyện mà đệ đã đang hỏi. Thì cũng xin chúc cô bác một ngày mới được vui vẻ, sức khỏe dồi dào và được gia đình được hạnh phúc và ổn định trong cuộc sống. Nam mô A Di Đà Phật. Những cái lời mà đệ hỏi Ngọc Huệ Minh xin chia sẻ như thế này, nó có hai cái thành phần. Một là tâm linh thì có đó, tại vì hồn thiên sông núi mà. Trong cái thời kỳ mạt pháp này, thời nào cũng vậy, không nói riêng một cái chu kỳ của cái đời hạ quân hạ. Mà từ xa xưa đến bây giờ, có tiên, có Phật, có thánh, có thần, và có các đấng thiêng liêng, và có hồn thiên sông núi, và có các anh hùng liệt dị, có chiến sĩ trận vong, người nước quên mình, siêu mồ lạc mã.
thì những cái thành phần đó khi mà thác rồi ở đâu, ví dụ như bây giờ đủ phước đức hồi sống hiện tiền có tu thì được Phật trời thương tình rước về cảnh giới an lành để thọ hưởng. Còn những thành phần mà không có tu ở dưới thế gian này khi còn hiện tiền gây những cái nghiệp quả, rồi những cái quan gia trái chủ, rồi khi thác về đâu, về cảnh giới địa ngục, hay hoặc là còn dứt dương nếu mà thác mà chưa đủ số, chưa tới số mà để bỏ xác thì không vào hậu khẩu ở đâu hết. Thì cũng dứt dơ dứt dưỡng. Cho nên vì vậy mà Đức Phật và cha mẹ thầy tổ và các đấng thiêng liêng Phật thánh tiên mới cho các vị Bồ Tát thần thánh tiên Phật hạ phàm để chi vậy? Một là để cứu độ quần sanh, hai là cứu vớt linh hồn, ba là được chuyển căn tái kiếp. Một điều kiện thứ nhất là được hạ sanh xuống trong cái thời kỳ này có xác phàm, thì mỗi người ai cũng đều có cái trách nhiệm. Nhưng mà cái trách nhiệm điều thứ nhất đó là cái người có cái trách nhiệm đối với chăm họ, đối với hồn thiên sông núi, đối với các đấng thiêng liêng thì trở lại có cái xác trong kỳ này làm cái gì? Một là giúp thế độ đời. Hai là cứu vớt sinh linh. Ba là chuyển hóa cho họ tu. Ngọc Huệ Minh xin chia sẻ từ thành phần, cũng như Sư Minh Tệ thì đại diện cho bên nhà Phật. Thì trong cái thời kỳ mạt pháp này là Ngài đem cái nguồn ánh sáng của từ bi của Phật pháp mà soi rọi cho muôn loài vạn vật, cho chúng sanh trong ba cõi bốn đường đó, để nhìn cái tấm gương đó lo tu, lo tìm con đường giải thoát. Còn điều thứ hai, những cô bác, anh chị em, những các chú, các bác mà các anh, các chị, các cô mà đi trước đó là làm thầy hay hoặc là có cái trách nhiệm phận sự đối với thiên liêng, họ cũng vẫn là thọ cái sứ mạng. Một cột của Đức Ngọc Đế, hai là Đức Du Trì Kim Mẫu, ba là Đức Quan Âm, bốn là các lĩnh bà. Năm nữa là chăm quan các ngài. Rồi đối với tổ tiên ông bà thì cũng có một số người tu rất là chánh đẳng chánh giác. Người ta thấy trong cái thời kỳ mạt pháp này cái gì cũng giả tạm, cái thân này cũng giả, mà tất cả mình mượn cái cảnh giả để mình sống qua ngày, cũng chưa biết khi mình thác mình sẽ được về đâu. Nếu làm chọn kiếp người mà làm đúng với con đường Phật pháp mà chỉ thị của thiên liêng thì khi mình bỏ cái xác này mình được về với cái vị trí của mình quê xưa cảnh cũ nghe. Tại vì hồi xưa mình ở cái cảnh nào không biết, tại vì 36 tầng trời đau lợi sức thì trong đó có các cung các cõi. Thì xuống trong cái thời kỳ mạt pháp này mỗi một người có cái trách nhiệm của một cái cung, một cái cõi, thì họ làm theo cái vị trí, làm theo cái mệnh lệnh, làm theo cái bổn phận của một cái cung đó để họ dìu dắt bá tánh thập phương, hay hoặc là người ta độ trong một cái góc độ của người ta thì người ta dẫn. Một ta được chuyển căn cũng như một ông giáo chủ, cũng như một bà ở địa phương, rồi cũng có chủ tịch xã hay hoặc là công an xã, ấp thì có ông trưởng ấp, trưởng làng đó, thì người ta làm theo cái chỉ thị của thiên liêng. Những người mà người ta làm chánh đẳng chánh giác thì người ta không có xưng hô. Cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, người ta không trục lợi gì cá nhân, vì tiền bạc của cải thế gian này. Người ta miễn làm sao cho dân chúng giác ngộ để tu, tu tập để không còn khổ nữa. Chỉ có cái đường tu mới không còn khổ. Còn danh lợi tiền tình thì nó cũng chớp nhoáng qua chút lát, mượn phương tiện đó vậy thôi. Chứ thật sự nếu như mà người giác ngộ rồi, họ buông hết à, họ không có cần tới cái đó. Mà làm sao cho đưa cho con người ta vào con đường là đừng mê, chánh đẳng chánh giác. Còn mê là còn chúng sanh, mà giác mới là Phật pháp.
Đó nó có hai cái thành phần. Còn cái thành phần thứ ba mà xưng hô đó thì nó không phải. Nó không phải, nó nằm ở bên cái tà nhiều. Hình như là cái thành phần này thấy nó nhiều. Đúng rồi. Nhiều hơn cái thành phần tại kia. Tại vì nó ham. Yeah. Giống như bốn vết tường vậy đó. Rồi tài sắc tủ khí. Thì tất nhiên là ai mà ra đời thì họ cũng ham hết. Ham là gì? Một là cái quyền tước, hai là cái tiếng, hai là cái danh lợi, ba là cái tình tiền. Thì cái này nó nằm trong cái ma giới. Nó nằm trong cái con đường tà đạo. Tại vì bên khối đó thì họ dùng cái đó dữ lắm. Họ dùng cái phương tiện. Họ dùng cái phương tiện đó họ trục lợi cho cá nhân. Một là cho thỏa thích với lòng, hai là cho có thân mình xinh đẹp ra, rồi mình phải có một cái tiếng gì ở thế gian này cho nó chổi. Thì để làm gì? Để cho mọi người ta cung phụng, người ta tung hô, nhưng mà người ta có cái tiếng, người ta dễ cái tiếng nói đối với những người ta đang tung hô đó. Còn đối với người mà người ta giác ngộ, người ta tu, người ta chánh đẳng, chánh giác thì người ta không có nghĩ tới chuyện đó. Người ta nghĩ thôi cái tiếng gì thì cũng khôn ngoan, tài cán, anh hùng, mà ngu si dại dột cũng chung gò. Nè. Cho nên thôi giờ người ta xuống đây thì người ta chỉ có cái thân không, là cái thân tứ đại là mượn tạm của thế gian, đất nước, gió, lửa, hiệp thành. Thì khi gửi xác rồi thì cất xác rồi thì ở đâu về đó. Nó không có... nó đi theo cái sự tiến hóa của từng hồn, cái sự phước đức, tội và phước. Và cũng như Đức Phật nói, phước nhiều tiên cảnh lên đài, tội nhiều sa đọa nhiều ngày thảm thê. Thì người ta theo cái đường tiến hóa của mà hồi ở tại thế mà ta đang làm. Tại vì người làm mà trời nhìn. Rồi cái tòa án lương tâm của mình á, nó chính xác hơn tòa án bên ngoài. Bên ngoài nó còn nhiều khi nó xê chịch, chứ tòa án lương tâm không bao giờ xê chịch. Cho nên là những thành phần cô bác mà dẫn đoàn đi cũng có số người là rất là đạo đức, không có dám làm trái đối với luật thiên. Còn đối với những cô bác mà thành phần mà đi mà để nhập lên nhập xuống rồi để làm những cái chuyện mà nó trái đời hại đạo đó, thì Tiến Dũng nghĩ đi, bây giờ những cái thành phần mà người ta có nơi có chỗ và có vị trí, người ta có ông bà tổ tiên, người ta có cội nguồn gốc rễ thì người ta không có lung tung. Người không ta có đi lung tung ha. Đúng rồi, người ta ở đâu người ta là ở đó. Cái thứ nhất là người ta tu tập. Cái thứ hai, nếu đủ duyên người ta giúp thế độ đời thì người ta giúp bằng cái phương tiện, giống như bằng cái lời nói, để cho người ta giác ngộ, để người ta tu. Và những cái thành phần mà chưa siêu sinh tịnh độ đó, chưa siêu, thì họ mới nhập ra nhập vô để họ làm những cái chuyện trái đời hại đạo. Rồi cái người mà hướng dẫn đó, rồi mới lợi dụng cái chỗ đó, rồi đưa vào con người ta vào cái mê, chứ không có cho người ta vào cái giác. Cái giác là chỉ cái phương tiện. Cái phương tiện để cho người ta giác ngộ, người ta tu. Tu tu bằng cách nào để không còn trầm lưng, không còn những cái nhập ra nhập vô. Phật không có, Phật không có cái điều này nha. Là Phật không có cái vụ mà nhập ra vô, không có. Hay giác ngộ rồi. Nhờ các mình tu sao để cho những các quốc hồn mà xung quanh mình, để anh ta hưởng cái từ trường, để anh ta hưởng cái ân đức, để anh ta hưởng cho cái câu mà niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái hào quang của Phật chữ dạng nó dạ ra có thể mấy cây số vuông đều được hưởng âm siêu dương thới, đúng không? Mình tu chánh đẳng chánh giác thì những cái thành phần người ta phần còn phần âm đó, người ta vẫn nương theo để người ta tu, cũng ta tiến hóa lên. Em đi núi vậy kìa đấy, em thấy giống như cái ông mà trưởng đoàn đó đó, ông dẫn đi thì thấy đoàn đấy thì phụ nữ rất là nhiều. Khi mà ổng vô cái phần căn giữa ổng đó chị, cái ổng nói ổng là giống như là ổng biết được cái kiếp trước ổng ổng là vua. Thì những cái người phụ nữ ngồi xung quanh này nè, là ổng nói đây là
các nàng là ngày xưa là cung tần mỹ nữ của ta. Ha, cho nên là kiếp này là các nàng là gặp lại ta thì ta cho ta xin lỗi, là tại vì ngày xưa là ta nhiều vợ quá, tại vì vua mà. Thì ta không có chăm sóc được hết cho các nàng đầy đủ. Thôi thì bây giờ kiếp này ta đã gặp lại được các nàng, ta đã tìm ra được cái phần căn của các nàng rồi á. Thì bây giờ là cho ta xin lỗi, rồi bây giờ là các nàng là cũng tha lỗi cho ta ha. Bắt đầu ông nghe ông nói vậy, bắt đầu mấy bà kia quá trời khóc lên. Giống như là mấy bà kia trúng cái tâm lý nói như là gặp lại chồng cũ ngày xưa rồi ha. Bắt đầu mấy bà kia khóc ào ào lên. Bắt đầu ông vuốt ghe, rồi ông vuốt ghe, ông đang nỉ từng bà qua, ông đang nỉ từng bà nắm tay rồi ghe vuốt rồi nghe. Thôi đừng có giận ta này nghe. Bà kia ẩm mẹo rồi kia cái tiếp dẫn trang này nghe, ngày xưa cho bố đi tiếp rồi nghe. Cái đầu hết mà này cho ông qua vuốt bà kia. Nắm tay đồng vuốt này kia, ông vỗ vỗ trắng này kia. Thôi đừng có giận ta nghe, ta ngày xưa ta không lo cho nàng được rồi kia. Thì theo như chị thì những cái phần như vậy đó thì chị có tin là ông này không biết được kiếp trước ông là vua mà mấy người kia là cung phi mỹ nữ vợ ông không chị? Cái này nó có hai cái thành phần em. Cái thành phần thứ nhất đó thì đồng rằng là nhiều đời nhiều kiếp quá khứ vị lai từ 18 triều đại vua chúa trở lại đều có được hết. Tại vì những các quốc hồn mà hồn thiên sông núi thác đâu ở đó. Rồi chưa đủ công đức làm tội quá nhiều cho nên vẫn chưa được siêu sinh tịnh độ. Nhưng mà cái lực nhân quả đó của Đức Chí Tôn đó, của trời đó, là lực nhân quả thật là cao diễn mà suốt cổ kim không lọt một ai. Thì những các quốc hồn đó trong cái thời kỳ mạt pháp này được cái sự ân xá của trời Phật cho trở lại đáo kiếp, cho trở lại hết. Nhưng mà trở lại phải làm cái gì? Trở lại phải tu, phải lập công bồi đức, chứ không phải cho trở lại để tìm với nhau để nối kết để làm mà nhập cục nữa, không phải vậy. Ha. Được quá giải là được gì sao? Biết rằng như chị với em nè, cũng như nhiều đời nhiều kiếp mình có tình chị em mình mới ngồi đây được. Thấy không? Nhưng mà cái chị là chị, là cái em là em. Thấy không? Thì mình thôi nhiều đời nhiều kiếp anh em chị em mình đã thất lạc. Tại vì nhiều đời mà từ khi khai thiên lập địa, từ khi mới có tạo hóa sanh muôn loài vạn vật là đã có hết rồi, chứ không bao giờ phủ nhận được. Tại vì có âm dương, có trời đất, có vũ trụ, có càn khôn là có chúng ta. Là có muôn loài vạn vật, thỏ thảo mộc gông guêu cầm thú đều có hết, đều có sinh linh nha. Nhưng mà cái sự tiến hóa của mỗi thành phần nó khác nhau. Nó không giống nhau. Tại vì cái loài người á, từ cái loài thú cầm gông guêu thảo mộc nó tiến hóa lên tới loài người, thì loài người này nó có đi đến cái chỗ là quốc dương thị thổ. Quốc dương thị thổ là muốn nói từ đời vua chúa mới có vua có chúa, có tôi có thần. Thì khi mà một triều quốc nào á, khi mà trở lại, khi mà tàn cuộc rồi, không còn cái quốc sự đó nữa rồi, thì những quan quân vua chúa đó người ta đi theo lực tiến hóa. Người ta đi theo lực gì? Tội phước. Mà người ta không có siêu được, người ta vẫn trở lại. Cái thời ân xá Phật cho ở trở lại, trời cho trở lại, có cái thân lẫn quả nghiệp trả chung một lần. Tại vì Đức Phật cho biết rằng là kỳ xả tội nay còn một lúc, sao không tu đặng có hưởng nhờ. Điều thứ nhất. Còn điều thứ hai nữa là giống như trời ban quả phước một lần này thôi. Nếu nhiều đời nhiều kiếp trước em là quan là quân là vua là chúa gì không cần biết nha, mà trong cái kiếp đó đó em đạo đức, thì em kiếp này em trở lại em hưởng cái phúc báo không bao giờ mất nha. Còn nếu nhiều kiếp trước mà em là quan quân vua chúa mà em sát hại người, em tàn sát dân chúng, rồi em xóa ngôi đoạt chúa, rồi em ác đức ác thần, thì kiếp này trở lại phải nằm trong cái lực phải trả quả. Mà trong triều đình là trả quả nhiều nhất, tại vì họ ỷ lại. Ỷ lại là con vua cháu chúa nha, cho nên trả. Mà vẫn cho nhìn lại với nhau, cho nhìn lại cho nhìn lẫn tu, là biết hồi xưa mình đã nghiệp đó, mình đã mang cái kiếp đó đó, bây giờ trở lại không phải nhìn để nối kết mà kết chặt, gọi là chồng vợ không còn nữa. Tại cái kiếp đó nó đã qua rồi. Còn cái này còn cái này thì kết nối luôn không được, coi như là ông lấy luôn mấy bà nó luôn không được.
Cái này là nghiệp chồng nghiệp. Đó, nghiệp rồi chồng nghiệp. Là đó à, là bỏ chồng bỏ con rồi đem tiền của. Đó là một cái tội lớn. Dâng cho cái ông mà xưng đó là vua đó đó. Ừ. Yeah. Chứ có hết á em, có hết á, có lực tần quần mà. Yeah. À, tạo quá sanh mà. Cái này là Đức Chí Tôn bên cái đạo đạo Cao Đài đó là có nói là lực nhân quả thật là cao diễn mà suốt cổ kim không lọt một ai. Cái lực này của trời ra. Dạ. Còn bên Phật đó là từ bi quan hỷ. Độ lượng quan hung quan dung hải hà tha thứ. Còn lực trời là không có thể dung. Em làm tội là em phải hưởng tội. Mà em làm phước là em hưởng cái phước. Dạ. Yeah. Không phải nhìn với nhau để mà chồng là... vợ. Cái chồng vợ cái kiếp đó qua rồi. Ừ. Nó không còn nữa. Nhưng mà còn là cái gì? Còn có hồn thiên. Em chưa được siêu. Em nặng nề quá. Em tạo nghiệp quá ác. Quá nhiều. Cho nên cái ngày ân xá của trong cái thời buổi mạt hạ này gọi là trời cha đất mẹ cho tái sanh trở lại. Có người tật nguyền, có người đuôi mù, có người là bệnh đau, có người nghèo khổ, có người sang giàu. Đó là cho thấy thế gian này nó phải như vậy đó. Muốn biết kiếp trước phải nhìn kiếp này. Muốn biết kiếp này phải quán lại quá khứ. Yeah. Lực nhân quả là công bằng. Ừ. Không có kiêng dị bất cứ một người nào. Em không có tạo công đức, em không thể cầu xin phước được. Mà cái phước này không cho, ai cho em được. Mà phước này tự em tạo lập em mới có. Em lập công em mới có. Ông trời cũng không có ban cho em nữa. Ông Phật cũng không có gắn cho em. Mà cái này cái của em hiện tại em làm. Em lập công. Em bồi cái đức. Thì nó mới có cái phước. Còn nếu em không mà em cứ ăn không ngồi rồi ở không rồi rồi tối ngày rồi em cầu phước ở đâu ra. Dạ. Yeah. Còn cái lực nhân quả này cũng vậy nữa. Thấy không? Cái thân của em đã bệnh rồi. Rồi em không uống thuốc uống men lấy gì em hết. Mà em cầu trời với Phật hoài, trời Phật đâu có ban cho em mấy cái này. Ừ. Đó, em phải tự vươn lên, tự nỗ lực vươn lên thì trời Phật mới thương. À, mới thương ừ, cái đứa con này nó biết sám hối ăn năn, nó biết tạo cái duyên lành với Phật pháp. Nó biết chia sẻ tình thương với anh em những người đồng loại bên cạnh. Thì cái này em được hưởng này là tự em làm, tự em hưởng cũng như em đi làm mướn thì ta mới trả công. Dạ. Đúng không? Còn em ở nhà, công ty ở đằng kia, người mướn đằng nọ mà em không đi làm thì lấy gì có tiền. Rồi cuộc sống em phải khổ. Rồi người ta làm, người ta giàu sang phú quý, em chầm trồ, em ganh tị, em ghen ghét, em đủ thứ hết. Thù hèm người ta rồi thì nghiệp nó phải chồng nghiệp. Tại vì nghiệp là cái khẩu nó đưa ra. Yeah. Cái thân khẩu ý nó diễn ra. Cho nên cái này là cái nhân quả trong cái thời kỳ này là không có thời kỳ nào không có nhân quả. Nhân quả là do chúng ta tạo lấy. Thì tạo cái gì hưởng cái đấy. Dạ, yeah, cảm ơn chị đã chia sẻ qua câu chuyện tâm linh để cho bà con chúng ta biết được nhận đâu là nguyện, đâu là chân. Nhất là các phần cũng như là dẫn đoàn về núi để mà ra căn này kia mà xưng đó là vấn đề là vua chúa hay hoặc là cha Ngọc Hoàng rồi kia trở lại này kia đó ha. Thì mình cũng phải nên soi xét lại coi cái người này có thật sự là đủ cái đức độ đến mức mà phải xưng Ngọc Hoàng hay không. Đúng tại rồi. Vì một vị mà xưng thất ở Ngọc Hoàng thì đâu có rảnh rỗi mà dẫn mình đi núi. Ông Ngọc Hoàng em đâu có rảnh mà ông lo chuyện đại sự ở trên thiên đình. Em nghĩ rằng cái ông trung ương thủ tướng chính phủ thôi. Ông ngồi chỗ ông có thể chỉ thị hết các nơi. Các nơi ông ra ông ban cái lệnh là các nơi phải dưới hàng dưới này người ta đi làm. Dạ. Chứ ông đâu có ở không mà ông đi xuống từ địa phương. Từ địa phương mà ông dẫn đi núi đi non rồi là ông nhận cái cung phi mỹ nữ ngày đúng xưa gì tùm lum lá chứ. Em nên nhớ rằng cái bậc lớn người ta nghiêm túc lắm, người ta chân chánh lắm. Người ta không có phải lu su bu như cái hàng mà lính lát rồi tướng sĩ không có. Dạ. Những cái hàng mà lãnh đạo, cái cấp lãnh đạo là người ta không có. Không có vụ gì người ta chân chánh lắm. Những cái phần này là những cái phần coi như là lừa dối, lừa gạt để mà lừa tình, lừa tiền ha. Đúng rồi. Cho nên bà con mình phải cẩn thận khi mà chúng ta đi theo những cái người mà nói là dẫn đi để mà ra căng ra này kia đó. Thì mình phải thứ nhất là không để mắc về tiền bạc.
Thứ hai là để không mắc về cái lòng tin, và mình có một cái chánh kiến để nhìn nhận cho nó rõ, để thôi mình sẽ bị vừa mất tiền mất mà tật mang, mà lại là có thể là đôi khi mình mang thêm cái bệnh tật nữa. Tại vì lên trên đó rồi ra căn thì cũng thấy là có khi là vỗ vô mình, vỗ vô chán rồi rất là mạnh, rất là đụng vô cái thân thể đó. Đó, rồi đôi khi mình bị sai lầm rồi mình tin theo cái vị thầy đó, rồi mình là trao luôn cái quý của quý ngàn vàng nữa. Đức Phật nói tu là phải tỉnh, đừng có mê. Đó, nó mê rồi nó dẫn, cũng như người mù dẫn người đuôi vậy đó. Người tấu dẫn người tấu vậy đó. Rồi, cảm ơn chị. Qua đây thì muốn chia sẻ video này để cho bà con mình nghe qua câu chuyện, để mình có thể mình cảnh giác, hoặc là mình biết được đâu là tà, đâu là chánh, để mà chúng ta đi cho nó đúng đường nhé. Vì giờ đây thì cảm ơn chị Ngọc Minh đã chia sẻ, và chúc cho chị luôn luôn được sức khỏe và lúc nào cũng tinh tấn trên bước đường hành đạo. Và nam mô Đà Phật, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và nam mô A Di Đà Phật. Khi dứt lời thì Ngọc Huệ Minh cũng xin tặng cho cô bác gọi là xa gần trên cộng đồng mạng vài câu thơ và vài bài hát gọi là lý. Tự cái này là giống như là Ngọc Huệ Minh tự xuất khẩu thôi, chứ cũng không có sáng tác mà không là của ai. Dạ, nam mô A Di Đà Phật. Rất đặc biệt quý vị. Nơi được duyên hạnh nay đã hồi ngộ, nhờ điểm tô sớm tối kiên trì, Di Đà sớm niệm nam mô, giữ lòng thanh tịnh mới là ngộ khai. Xin chúc phúc trong ngoài cô bác, gắng tu hiền đương đạt sớm hôm, cũng như quả cung đôm nguyện cầu trên trước Phật Đà xét sôi, cho tất cả phục hồi chân ly, cho người tu sớm đặng an lành, cho cùng tất cả chị anh đồng cùng cô bác cưỡi canh kiên trì. Lời Phật dạy khắc ghi tâm nội, sách giới kinh ta học hỏi thánh hiền, nguyện cầu sớm được đủ duyên tu hành tinh tấn mới đắc thành quả công, được thoát cảnh trần hồng siêu thoát, nhờ sớm hôm năng nọt tu hiền, nhờ ân tái tạo của thiên liên Phật thần tiên thánh quy nguyên kỳ này, cầu thầy tổ ra vào tận độ, để các con báo bổ ông bà
hành thoát cảnh diêm la, trở về Cực Lạc là nhà quỷ khôi. Nay con trẻ đắp bồi công đức, cùng để huynh góp sức đau lưng. Nguyện ngài trở lại vui mừng, thánh tiên chạm mặt không còn khổ thay. Nay ít tiên miệt mài tắm nồi, mượn túc du lý giải hòa duyên. Nhờ ân Phật thanh tiên hiền, mượn trong ngôn tự phát liền. Giờ đây con cảm nghĩ này đủ đầy duyên y, nguyện thiên liên ngõ y ra vào, độ trong tất cả đồng bào, thoát dòng tục lỵ ngày nào cũng yên. Nhờ mái tạo thiên liên trên trước, Đức Chí Tôn đưa rước người hiền. Xa ân ai cũng được duyên, tu hành tinh tấn đặt thành thanh tiên. Nay đôi tiên nguyện cầu trên trước, phước duyên lành Phật rước cùng đưa. Bởi vì nãy cũng buổi trưa, có duyên hội ngộ nơi này của Ngọc Minh. Mượn đôi tiếng thâm tình chi gợi, chúc bà con niên tới năm này giáp thìn chắc cũng tới đây, biết bao sóng gió ngập tràn tứ phương. Cơn lũ lụt không đà thoát khỏi khỏi bệnh đau, tất cả nơi nơi đó là mái tạo cơ trời, để cho dân chúng dậy thời xem qua. Là Phật thanh tiên tri từ muôn kiếp, nay đúng chu kỳ trực tiếp vận hành. Nguyện cầu tất cả đại thanh độ an bá tánh, kỳ này được an khương. Yeah. Nam mô A Di Đà Phật. Phật. Cảm ơn Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bệ Ngọc Minh đã ấn khẩu một bài thơ tâm pháp. Ở đây không phải là gọi là ai nhập thì vậy không phải ông lên và xuống nha. Có đâu. Mà chị rất là tự nhiên. Rất là bình tĩnh chứ không có phải mà ngáp ngáp vậy. Đây là một cái vị là coi như là rất đặc biệt ha. Lúc trước về chúng ta thấy là những cái vị mà ấn khẩu mà tự nhiên như là cô Hoa Lý, cô Năm Thảo, rồi chị Ngọc Việt Minh, còn rất là nhiều chị nữa, chị Kim Ngân hoặc là chị Ngọc Châu rồi đó. Thì những vị này người ta ứng khẩu rất là bình thường và không có phải mà lắc lắc lư lư hay hoặc là lừng khừng hay hoặc là ngáp ở nha. Đây là tâm pháp, coi như là ứng khẩu thì thôi. Và cảm ơn chị đã chia sẻ cho bà con mình nghe qua những cái lời thơ pháp rất là ý nghĩa, rất là hay. Chúc cho quý vị khán giả luôn luôn được sức khỏe và bình an và lúc nào cũng gặp nhiều may mắn. Và hãy nhớ khi mà chúng ta đi theo những cái đoàn linh căn linh gì đó thì mình cũng phải cẩn thận nha.
để mà tránh những trường hợp mà xưng đó là vua chúa Ngọc Hoàng này kia, là cung phi mỹ nữ rồi gặp lại rồi tái kiếp rồi kia, kia cho nên kiếp này ta phải gặp nàng này kia, rồi ăn ái rồi cu thê rồi này kia, rồi đem tiền của này kia để đi theo là vua này kia chúa rồi ha. Rồi xin cảm ơn tất cả quý vị nha, chúc quý vị nhiều sức khỏe. Nam mô A Di Đà Phật.